Mình đang chuẩn bị quay trở lại Sài Gòn thì mình sẽ phải đặt một cái vé máy bay để di chuyển vào trong Sài Gòn. Mình hiện tại thì đang ở Yên Bái. Mình vừa rồi cũng có những cái ngày mà đi chơi ở Hà Nội thì những cái video ở Hà Nội mình đã đăng lên cho các bạn coi. Hôm nay thì mình làm một cái video ngắn là đặt vé máy bay. Mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái này thì thực ra thì cũng có nhiều bạn là biết rồi và nhiều bạn thì cũng chưa biết, thì mình hướng dẫn những cái mà nó gọi là đơn giản nhất, nhanh nhất và chủ động nhất. Cái này là mình mua vé của Vietnam Airlines, mình cũng chưa cho so sánh giá với so với Vietjet hay là so với Bamboo đâu hay Pacific đâu, thì mình làm video mình đặt luôn Vietnam Airlines nhá. Cái Vietnam Airlines này nó là cái thông dụng nhất. Còn nếu mà để mua vé thì các bạn cũng nên theo cái kinh nghiệm của mình thì các bạn cũng nên check ví dụ như Vietnam Airlines so với Vietjet so với Bamboo với các thứ để nó được cái giá mà tốt nhất nhá. Thì để mua vé máy bay được thì các bạn phải có một cái thẻ Visa hoặc là cái thẻ nội địa với cả căn cước công dân hoặc là hộ chiếu. Thì ở trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn mua bằng thẻ nội địa đi, tại vì thẻ Visa thì thực ra cũng có nhiều người cũng chưa có, còn cái thẻ nội địa này thì gần như là ai cũng có rồi, cái thẻ ATM đấy. Thì mình làm cái đấy nha, thực ra mình cũng đã làm bằng cái thẻ Visa rồi nhưng mà ở cái kênh mới Quang Chip này thì mình chưa đăng. Thì nên là hôm nay mình làm bằng cái thẻ nội địa nha, mua bằng thẻ nội địa nha. Bây giờ thì mình cứ làm cái thẻ nội địa, còn hôm nào mình sẽ đăng lại cái video mua vé bằng thẻ Visa cho các bạn sau. Cái video đấy thì mình cũng đăng rồi, nhưng mà hôm nay mình làm cái thẻ nội địa vì cái thẻ nội địa này thì nó gọi là thông dụng hơn so với thẻ Visa. Thì bây giờ nhá, mình sẽ đặt vé của Vietnam Airlines nhá. Trước tiên để mà vào được vào mua vé thì các bạn nhớ lên đặt lên vào cái trang chủ nó nhá, không vào trang web thứ ba nhá. Đây là vietnamairlines.com, các bạn để ý cái này này, đó thật là rõ luôn nhá. Bây giờ mình bắt đầu mua vé này. Để điểm đến của mình đang ở Yên Bái thì mình sẽ phải đặt điểm đến là điểm đi là xuất phát khởi hành ấy, từ Hà Nội, còn điểm đến thì là thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn sẽ chọn vào một chiều, như mình là một chiều thôi, chiều đi thì là mình cũng đặt là một chiều, ra chiều về mình đặt một chiều này. À, tại vì mình đi không có ngày cố định nên mình đi bao lâu thì mình đi xong bắt đầu mình mới đặt ngày về. Thì hôm nay mình đặt là vé một chiều nha, cái ngày đi là cái ngày khởi hành này. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2024, thì mình sẽ dự định khoảng là 5 hôm đến một tuần nữa là mình đi, mình sẽ quay trở lại Sài Gòn. Thì ví dụ như này, đây trên lịch nó đang là ngày 18, mình bấm đại vào ngày 25 đi và bắt đầu mình chuyển qua bước tiếp theo là tìm chuyến bay. Đó, hôm nay là vé một chiều và sử dụng thẻ nội địa nhá. Đấy, thì ví dụ như cái ngày này, cái ngày mình đặt là ngày mình chọn là ngày 25, là nó rơi vào ngày thứ năm. Đấy, cái giá rẻ nhất của nó là 2.134.000, còn nếu mà ngày thứ tư vào ngày 24 thì bây giờ mình thử cái này trước đi nhá. À, từ ngày thứ 24 đi, bắt đầu từ ngày 24 thì mình sẽ xem. À, các bạn để ý nữa này, các bạn phải căn cái thời gian di chuyển từ điểm lưu trú của các bạn ra đến sân bay nhá. Ví dụ mình ở Yên Bái thì cái thời gian di chuyển của mình ra tới sân bay Nội Bài Hà Nội đấy thì tối thiểu nó phải là 3 tiếng. Thì nếu như các bạn mà đặt chuyến bay sớm ví dụ như 2 giờ này thì các bạn là 5 giờ này thì các bạn đã phải 2 giờ là các bạn đã phải di chuyển rồi. Đó, 5 giờ bay mà tối thiểu sớm nhất là các bạn phải di chuyển từ 2 giờ, chưa kể cộng các bạn phải cộng thêm khoảng 45 phút cho đến 1 tiếng tối thiểu có mặt trước giờ khởi hành, là có nghĩa là các bạn phải có mặt ở sân bay là khoảng từ 4 giờ cộng với cả cái thời gian di chuyển nữa là các bạn sẽ phải đi từ khoảng 12 giờ đêm hoặc là 1 giờ sáng. Đấy, đấy là trong trường hợp là không có kẹt xe, không có này nọ.
là cứ gọi là theo đúng lịch trình đấy, là các bạn phải đi là từ như mình ấy, là từ 12 giờ đêm hoặc là 1 giờ sáng thì mới kịp giờ để bay chuyến 5 giờ nhá. Nếu mà đi từ 12 giờ đêm với 1 giờ sáng thì các bạn biết rồi đấy, rất là mệt mỏi. Nên như mình thì mình sẽ không bao giờ mình đặt những chuyến sớm nếu mình di chuyển từ Yên Bái. Nhưng nếu mình di chuyển từ Sài Gòn thì từ nhà mình ở trong Sài Gòn ra đến sân bay có nửa tiếng, thì mình có thể đặt chuyến 5 giờ cũng được, 3 giờ mình đi hoặc 3 rưỡi mình đi thì vẫn ok. Mình ngủ sớm thì mình dậy sớm vẫn ok. Nhưng mà mình đang ở Yên Bái thì mình không thể đi theo cái kiểu đó được. Mình sẽ đặt chuyến vào đầu giờ chiều hoặc là giữa chiều đấy, 2-3 giờ đêm đấy, ví dụ thế, để đi cho nó thoải mái. Sáng này ra 7-8 giờ dậy cũng ok, ngủ đã mắt 9-10 giờ dậy cũng vẫn kịp đấy. Thì các bạn lưu ý nhé, nếu như hoặc là các bạn đang du lịch ở Sapa thì các bạn cũng phải tính cái thời gian di chuyển ra ngoài sân bay nhé. Thì mình sẽ check bắt đầu từ khoảng thời gian là 12 à 14 giờ 30 đi, 14 giờ 30 này đấy. Thì giá vé của nó là 2 triệu mốt, hạng thương gia thì là 8 triệu 7. Hiện tại bây giờ Vietnam Airlines nó đang có cái chương trình bay đêm mình giảm giá đấy, thì các bạn có thể theo dõi cái đấy nhá. Ví dụ như thế này là 15 giờ 30, 17 giờ 45 cũng là 2 triệu 134 đấy. Mình các bạn nhìn cái giá vé bên này đây này đấy, thứ nhất là giá vé và thứ hai là cái giờ, các bạn có thể chọn đây. Ví dụ như bay này, bay 5 giờ 30 thì 1 triệu 9 này khá là ok đấy, bao gồm hết thuế phí rồi nhá. Vietnam Airlines là bao gồm hết thuế phí rồi, cái giá này là giá bay luôn đấy. Đấy. Mình đây 6 giờ 30 cũng có 1 triệu 9 thôi, còn từ 7 giờ trở đi là 2 triệu mốt đấy. Đây là mình đang check thử nhá. Đấy. Thì thôi đặt đại luôn đi, thứ 24 là nó vào ngày thứ tư đó, thôi đặt đại luôn nha. 24 là nó vào ngày thứ tư, mình sẽ thử không, mình test đã. Mình ví dụ chọn chuyến bay vào lúc 3 giờ 30 đi, thử cái này đi. Đấy, là cái phổ thông đấy, ví dụ này. Thì sang đây thì nó có một số cái lựa chọn là thêm cho cái giá vé rẻ nhất này nhá. Thì bạn nâng lên một chút nữa là của phân tiêu chuẩn, thì cái tiêu chuẩn này này về hành lý ký gửi thì cũng như cái cả cái phổ thông tiết kiệm thôi. Nhưng mà ví dụ như là phí thay đổi vé thì tối đa nó chỉ có 860 thôi, còn cái này nó là 1 triệu, còn hoàn vé thì tối đa là 860 đấy, còn cái này cũng là 1 triệu đấy. Hành lý ký gửi thì cũng như nhau thôi đấy, thì đấy. Còn nếu mà bạn là thành viên Sky cái gì đấy của Vietnam Airlines thì cái giọng tích lũy này bạn được 80% số giọng, còn cái tiết kiệm này bạn được 60 thôi. Thì cái này bạn tích lũy càng nhiều giọng thì các bạn sau này bạn sẽ dùng cái giọng này để đổi ra vé mà bạn không phải mất tiền mua vé nhá. Vietnam Airlines nó có cái chính sách đó, thì mình thôi đại đi. Còn cái mà phổ thông linh hoạt này thì giá của nó lên tới 3 triệu rưỡi, so với cái 2 triệu mốt này là nó mắc hơn tới 1 triệu tư. Nhưng mà bạn thay đổi vé là được phép này, còn cái này những hai cái hạng này thì bạn thay đổi vé là mất phí 860, còn cái này bạn được phép đó. Cái hoàn vé này bạn tối đa bạn mất có 360 mỗi hành khách, còn cái này là 860 đấy. Hành lý xách tay ấy thì cũng tương tự thôi, còn tích lũy số dặm thì bạn được 100% số dặm. Ví dụ như Sài Gòn Hà Nội là hình như đâu là 1.000 mấy trăm dặm ấy, thì là bạn sẽ tích lũy được 1.000 mấy trăm dặm. Sau đó bạn sẽ về sau thì bạn sẽ dùng cái dặm đó để bạn đổi đổi ra vé đấy. Thì đây mình lấy đại cái này đi, mình tiết kiệm là chính, mình lấy cái giá rẻ 2 triệu 134 đấy, mình sẽ lấy cái này nhá, xác nhận và tiếp tục. Thì cái vé này thì là phổ thông tiết kiệm đây. Rồi mình sẽ tiếp tục giữ phổ thông tiết kiệm đấy, bạn cứ bấm vào đấy, nó có giới thiệu à, nó có cái hướng dẫn. Cái mạng nhà mình nó hơi chậm, đang lo nốt chờ xíu.
Rồi, ok, đây là phổ thông tiết kiệm 15 giờ 30, 17 giờ 45 là bay thẳng nha các bạn. Là coi như là 2 tiếng 15 phút, thời gian bay 2 giờ 15 phút. Khai thác bởi Vietnam Airlines. Rồi, tiếp tục. Đây, cái này thì là nhập vào cái mà thông tin của các bạn nha, cái này các bạn phải nhập chuẩn nha, để cho nó khi qua cửa an ninh thì nó sẽ không bị mất thời gian. Phần là tên đệm và tên rồi để nó chuyển qua bước tiếp theo. Cái này thì nó cũng nhanh thôi, thực ra thì nó cũng nhanh thôi các bạn. Nếu như mà mình mà không phải ghi video những các thứ thì mình tự đặt đấy thì nó cũng nhanh thôi đấy. Rồi sau khi đấy thì các bạn cứ kiểm tra thêm cái nơi đây nhá, cái này nè, nó có cái này này bạn, cái này là cái bảo hiểm này này đấy, thì là nó gần như là nó sẽ có sẵn rồi. 126.000 thì bất kể mà đi đâu thì mình nghĩ các bạn nên mua nhá, vé là gốc là 2.134.000 thì các bạn nên mua thêm bảo hiểm các dịch vụ kèm theo, ví dụ như hành lý này, các bạn có muốn thêm một kiện sách tay, một kiện hành lý ký gửi thì các bạn ví dụ thêm ở đây đấy, ví dụ như này đây mình thêm này, đây là cái cố định của mình, còn các bạn thêm một lần nữa thì nó sẽ thêm cái ban đầu nó cho đấy, còn suất ăn đặc biệt, suất ăn đặc biệt là suất ăn ngoài suất ăn của Vietnam Airlines nó cho nhá, thì các bạn muốn mua thì mua, mình thì thôi khỏi cần, tại vì mình bay 3 giờ là mình ăn trưa ở nhà rồi nên là mình không có cần phải đấy, đấy. Đồ uống đặc biệt, cái này nó là mới có đây này bạn, cái đồ uống này này, cái gọi là trà sữa, mình món khoái khẩu của mình là bia chứ không phải là trà sữa nên là mình cũng không có uống bia với cà phê mới là món khoái khẩu đấy. Dịch vụ đặc biệt thì nhận hỗ trợ đặc biệt đấy, nhưng mà cái này là mình lúc nào mình có này, đấy, cái chọn chỗ đấy, mình sẽ chọn cái chỗ ngồi ưa thích của mình, lần nào bay là mình cũng phải chọn chỗ để chân rộng. Với 2 tiếng bay mà ngồi nó không được thoải mái này nó cũng sẽ khá là khó chịu, thì các bạn nhớ để ý nhá. Cái này tùy theo ấy đó, cái này nó là thân rộng này, ba hàng ghế máy bay mình cũng quên mất, lúc nãy mình cũng chưa có để ý nó là máy bay gì nữa này, nhưng mà cái này nó ba hàng ghế, chắc là A350 hoặc là 787 Dreamliner này, này thì mình sẽ chọn hàng ghế để chân rộng, cái đoạn này là bị mất rồi này, để chân rộng gần cửa sổ nữa, đuôi máy bay đây là đuôi, dưới này là phía đuôi máy bay này, trên đầu này là đầu máy bay đấy, thì đây này nó hướng dẫn như thế này này, ví dụ như AB là đã chọn này. Đấy. Chỗ như thế này là lối đi hàng trước này, chỗ này là lối đi hàng sau này, cái màu này các bạn, đây nó có màu sẵn này, thì các bạn để ý nhá, các bạn để ý các bạn là chọn đấy, mình sẽ chọn là cái này đây, đấy là ghế 16A, cái chỗ này là chỗ để chân rộng đấy các bạn, đây nó có cái khoảng trống này là chỗ để chân rộng, còn nếu như mà nó không có cái khoảng trống thì nó sẽ là không phải để chân rộng đấy, ví dụ như thế này, còn những cái mà xx này là người ta đã chọn sẵn này, đây những cái xx này là có người lấy rồi nhá, đấy như này là xx này, đây cái hàng để chân rộng người ta lấy hết này, đó đây đây này, nó chỉ có 1-2 hàng để chân rộng như này cũng lấy này, nhưng mà đây người ta cũng lấy này,
à, sẽ đây là hàng để chân rộng này. Đấy, phía đuôi máy bay đây, chỗ này cũng là để chân rộng này, nhưng mà cũng mất hết rồi. Thực ra mình thích cái số ghế này nhất này. Thôi kệ đi, hết rồi thì bây giờ mình sẽ lấy chỗ này. Đấy, và số ghế 16A. Và bây giờ tiếp tục nha, sau khi mà chọn chỗ xong rồi các bạn xác nhận, bấm vào xác nhận để nó qua bước tiếp theo. Những cái bước này thì các bạn tự làm nó cũng nhanh mà đơn giản, các bạn chỉ nhập theo hướng dẫn thôi. Đó, được rồi, bây giờ các bạn sẽ tiếp tục nhé. Cái này bạn nhớ tích vào đây nhé, bên này nó là mua bảo hiểm còn bên này là không, vừa nãy mình quên mất, tại cái giao diện này nó mới nhưng mình cũng không để ý. Đấy, thì đây, sau khi mà chọn ghế này, chọn bảo hiểm thì giá của nó sẽ lên là 2.422.000 rồi bấm các bạn chuyển qua bước thanh toán. Đấy, rồi đây, khi mà qua cái bước thanh toán này nhá, nó sẽ có một số hình thức thanh toán cho các bạn như là thẻ tín dụng này. Thì hôm nay mình không xài thẻ tín dụng, mình sẽ không bấm vào đây. Còn đây, ví dụ bạn xài Visa thì bạn bấm vào chữ Visa, bạn xài mặt tờ cạc thì bạn bấm vào đây, JCB thì vào đây. Về ví điện tử Momo thì mình không có, UnionPay này thì mình cũng không có, VNPay này thì mình cũng không có, mà mình hôm nay mình hướng dẫn là mình xài thẻ NAPAD nội địa nha. Thì mình sẽ bấm vào cái nút này đã. Đấy, bấm vào đây nữa này. Đó, tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện này. Đấy, thì có bạn bấm vào thanh toán. Rồi, bây giờ nhá, cái này thì các bạn nhập đúng thông tin của bạn nhá. Đây, đây là đơn hàng, số tiền. Đấy, hãng hàng không và nhà cung cấp này, bạn bấm vào. À đây, nhập đã, quên. Cái này là cái số thẻ đấy các bạn. Mình sẽ nhập số thẻ. Sau khi nhập xong thì các bạn ấn nhấn vào tiếp tục này. Đấy, thì khi bạn nhấn vào tiếp tục xong, bạn nhập chuẩn rồi, bạn nhấn vào tiếp tục xong là nó sẽ chuyển qua mã xác thực OTP. Thì cái mã OTP này nó sẽ gửi về ngân hàng, ngân hàng nó sẽ gửi về điện thoại cho các bạn. Thì các bạn mở tin nhắn ra và nhập mã OTP vào là được. Nhập xong thì các bạn sẽ nhấn vào tiếp tục thì nó sẽ chuyển sang cái bước tiếp theo là xác nhận là giao dịch thành công. Như vậy là cái vé máy bay mình đặt là đã thành công rồi nha các bạn.
chờ xong bước tiếp cuối cùng là nó xác nhận cho bạn đấy là xong. Như vậy là mua một cái vé máy bay thì rất là đơn giản đúng không, không có gì gọi là khó khăn cả. Nhưng nhiều bạn thì chưa biết, cứ phải mua qua đại lý hay là nhờ người này người nọ đấy. Thì đây sau khi mấy thì nó đã xác nhận này. Xác nhận là mình đã mua vé thành công, đặt chỗ đã được xác nhận đấy. Thì nó sẽ thông báo là mã đặt chỗ này đấy, hoặc là những cái khác thì đấy. Rồi bên dưới này nó sẽ là thông báo cái giờ bay, ngày bay cho các bạn nhá. Thì bây giờ cái video về hướng dẫn đặt vé máy bay này thì mình xin tạm dừng ở đây nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với mình trong những video tiếp theo. Những ai mà chưa đăng ký kênh thì hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình bằng cách đăng ký kênh nhá. Mình cái kênh của mình thành lập ra thì cũng chỉ mong nó sẽ cung cấp được cho các bạn một phần nào đó thông tin bổ ích để cho các bạn tham khảo dành cho những cái chuyến đi của các bạn, hay là những cái dịch vụ hay những cái mã giảm giá như các thứ. Nếu mình có mình sẽ cập nhật lên kênh cho các bạn được hưởng lợi nhiều nhất trong những chuyến đi để cho những chuyến đi của các bạn nó được vui vẻ và có những cái trải nghiệm mà nó thật là thoải mái tốt nhất nhá. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì mình tạm chia tay nhau ở cái video mua vé máy bay ở đây nha.